đấy, chị đứng vào đây là em có phải hai chiếc váy không, thì em thấy màu nó khác hay là cùng một chiếc? Cùng một chiếc váy đấy. Đây có thể coi là cùng một chiếc váy mà hai số phận khác nhau, đúng không ạ? Lột xác, lột xác. Hiện tại là chị Giang đã kết thúc liệu trình rồi và chị có thể là chia sẻ giúp em là hiện tại quá trình đào thải của chị như thế nào, cái chỉ số đo cũng như là cân nặng của chị đã đào thải như thế nào, đúng không ạ? Chị cũng tâm sự là trước khi đến với viện thẩm mỹ của mình ấy, chị cũng tìm hiểu rất kỹ về viện thẩm mỹ của mình rồi. Và đến đây thì được các bác sĩ tư vấn thì chị cũng biết là quá trình đào thải nó như thế nào, nhưng mà chưa hôm ấy là đi cái tinh chất về đấy thì thực sự là cái đêm ấy chị không ngủ được, rất là hồi hộp lo lắng mà không biết là mình sẽ như thế nào. Thì nhưng mà phải đến 3 hôm sau thì mới thấy có kết quả nó đào thải ra, thì lúc đấy mình nhìn thấy tận mắt ấy thì mình mới là tin là đúng rồi, đúng là thật là như thế. Và cảm thấy là nhẽ vào người đi mà cảm thấy là rất là sướng. Quá trình này đào thải diễn ra hàng ngày liên tục, đúng không ạ? Đúng rồi. Từ bao nhiêu thì là chị có chia sẻ với em là mọi người được hay đặt tên cho chị là bé chuột bạch, có thể chia sẻ vì sao là chị có tên vậy không? Chuột bạch là như thế này, nhà chị thì đấy có hai chị em dâu đấy, nhưng mà đây ảnh đấy, nhưng mà thực ra hai chị em dâu thì thân nhau như hai chị em gái, nhưng mà là hai chị em đều béo bền vững đấy. Thế là hai chị em cũng cùng nhau tìm hiểu tất cả các mọi biện pháp giảm béo đấy, là uống thuốc hay là nhịn ăn cái thứ này, nhưng mà mệt lắm mà cũng không thấy có hiệu quả. Thế là em dâu chị đẹp đấy, đúng là em dâu chị đấy. Em phải lên đi một tí lên đây. Chắc là cô ấy thành công đấy, bao giờ giảm cân thành công. Đúng rồi, thì là thành công cô ấy lên sau. Thì hai chị em cũng cùng nhau tìm hiểu thì tình cờ biết được đến viện thẩm mỹ của mình, thì thực ra thì cũng lửa tin lửa ngờ, cũng bán tín bán nghi đấy, cũng chưa là tin hoàn toàn đâu. Nhưng mà qua quá trình 1 năm tìm hiểu thì cũng xem nhiều người là giảm thành công đấy, đúng rồi. Thì chị cũng quyết định là chị là chuột bạch đi trước. Nếu mà mình thành công thì mình sẽ dẫn cô em đi theo sau đấy, là gương mẫu làm trước, đúng không ạ? Đấy thì đến đấy thì bây giờ đấy tất cả mọi người nhìn thấy qua hơn 1 tháng chị điều trị đây và chị để xem cả gương mẫu đấy chị ạ. Hiện tại là chị đã giảm được bao nhiêu cân lượng mỡ thừa và chỉ số đo vòng bụng của chị như thế nào? Cân thì là rất là vui mừng là chị đã giảm được 7 cân và đúng rồi, và cái vòng eo của chị thì thực ra vừa mới đo hôm qua đấy thì giảm được 15 cm. Rất là sướng đấy. Chị có thể chia sẻ với lại tất cả các khán giả đang quan tâm với Korea là trong quá trình mình thực hiện giảm cân mình có cảm thấy mệt mỏi hay là khó khăn gì để mình tạo được cuộc sống ngày hôm nay? Không, về nói chung là cái tính chất về sau thì chị cảm thấy mình bình thường, mọi hoạt động của chị cũng bình thường. Chị vẫn đi chợ nấu ăn này, cho con cái ăn học các thứ này, rồi mình vẫn đi làm bình thường, mình không cảm thấy mệt mỏi như thế nào cả. Nói chung là tất cả vẫn như hàng ngày. Sau 1 tháng thì mọi người thân của chị, gia đình, đặc biệt là anh xã của chị có thắc mắc hay là bất ngờ như thế mình không? Thực ra thì ông xã thì nhìn thấy chị là đúng là gầy đi thì eo giảm đi thì ông ấy cũng thích, nhưng mà ông không nói ra lời đâu. Ông ấy chỉ thể hiện bằng cử chỉ thôi, gần gũi mình hơn chút xíu thôi. Còn thì nhìn thấy vợ như thế là ông ấy cũng thích, nói chung là hài lòng, đúng không ạ? Chị có thể chia sẻ lại giúp cho em được, tại vì là trong suốt quá trình đào thải tại viện thẩm mỹ thì chị biết là có những khách hàng bên em quá trình đào thải rất là chậm đấy, có những người là 1 tuần thậm chí là 20 ngày mới bắt đầu đào thải, mà mình chế độ đào thải rất là nhanh. Thì không biết là chị có thấy là vui sướng không khi mà nhìn thấy cái quá trình đào thải diễn ra hàng ngày như vậy? Thì trước chị cũng xem nhiều chị đấy thì cũng bảo là 15 ngày, 20 ngày hay 10 ngày thì chị cũng nghe bác sĩ tư vấn là cái này do cơ địa của mỗi người, tùy từng người đấy. Thì là thì mình cũng không biết là mình sẽ đến ngày như thế nào, nhưng thực ra đến ngày thứ 3 đấy thì chị đã cảm thấy như thế rồi, thì cái lớp mỡ nó ra đấy chị cảm thấy là nhẹ cả người đi, và cứ dần dần đấy thì là mỗi ngày lại ra mới thì giảm tới 15 cm. Chắc chắn là tủ quần áo của chị đã phải thay hết toàn bộ rồi, đúng không ạ? Thực ra là quần áo của chị là mặc vừa hết những quần áo ngày xưa thời thanh niên, cho nên là mình cảm thấy là mình cũng thích hơn. Mà chị giảm được như thế này chị cảm thấy mình chị tự tin hơn, đi tiếp xúc với mọi người chị không cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng gì nữa. Nói chung là thấy công việc và giao tiếp hàng ngày của mình cũng suôn sẻ hơn, đúng rồi, hơn, đúng không ạ? Chắc chắn là hôm nay là chị đang đưa em dâu của mình qua để làm dịch vụ, đúng không ạ? Đấy, hôm nay là hai chị em đưa cô em dâu đến để cô ấy làm, tại vì cô ấy nhìn thấy mình như thế này cô ấy thích lắm. Đúng rồi, cô ấy muốn đến rồi, đúng rồi. Thì chuột bạch đã thành công rồi mà, đến được cô ấy. Chắc là hôm nay chị chưa lên đây chia sẻ với chị được là bởi vì là mình chưa làm dịch vụ, và sau khi mà chị làm xong thì em cũng mong muốn là sẽ có một livestream của cả hai chị em dâu cùng làm dịch vụ và chia sẻ về liệu trình này được không ạ? Chị yên tâm là cả về chị Giang nữa là sẽ có buổi ghi hình thứ hai, có cả hai chị em luôn. Đúng rồi, và chúng ta sẽ mong chờ một cái thời gian gần đây nhất đúng không ạ? Vâng, em cảm ơn chị về những chia sẻ của chị nhé. Qua đây chị cũng xin cảm ơn Viện Thẩm mỹ Korea đã làm cho chị được vóc dáng đẹp và tự tin như thế này, và chị cũng xin nói với tất cả các phụ nữ là như thế này, không có phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ mà không biết làm đẹp cho mình. Vâng, em cảm ơn chị. Chắc chắn đây là cái câu châm ngôn mà phụ nữ nào cũng nên biết đúng không ạ? Vâng, em cảm ơn chị về những chia sẻ nhé. Rồi, chị cảm ơn nhé. Cảm ơn chị. Em chào chị. Em mời chị ngồi nhé.